Chiều 29 tháng 6, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã hoàn thành môn thi cuối cùng là ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Rời khỏi phòng thi, thí sinh thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười tươi vì đã trút bỏ được áp lực thi cử trong những ngày qua. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi tất cả các môn năm nay không khó, vừa sức, bám sát chương trình, có sự phân loại cho thí sinh thi tốt nghiệp và xét tuyển vào cao đẳng đại học. Em thấy là thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho các bạn để đi thi tốt, để cho tâm lý đỡ ổn định hơn. Em thấy đề thi năm nay thì có một số câu hỏi dạng nâng cao, phù hợp với những bạn mà thật sự ôn luyện và học khá. Em thì em dành thời gian ôn luyện nhưng em cảm thấy em làm được. Năm nay thì các bạn cũng tự tin, các bạn đề thi thì cũng vừa sức với các bạn. Và đây đó thì mong kết quả của các bạn cũng đạt được cao, tốt cho kỳ thi năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn huyện có hơn 1.400 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi ở các môn đạt tỷ lệ trên 99%, thí sinh vắng thi chủ yếu là thí sinh tự do. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra. Tại 3 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trong huyện, nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn chỗ ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài. Đồng thời, nhờ lực lượng công an tăng cường đảm bảo công tác an toàn giao thông thông suốt, đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi sát cánh cùng thí sinh, tạo thuận lợi cho thí sinh đi thi và phụ huynh tham gia cùng các sĩ tử. Tôi thì năm nay mới được con đến đấy đi thi đầu tiên, nhưng mà tôi thấy ra đấy là được các chức, các ngành cùng quan tâm, cùng lo lắng, vậy là cùng tiếp sức cho các con em cùng tốt. Mà các phụ huynh thì lúc đầu thì cũng thấy áp lực cho các con em, nhưng mà ra đây tôi thấy cũng bình thường. Thì cùng mong muốn cho các con em học sinh thi cho tốt, làm bài cho thoải mái đó. Theo đánh giá năm nay, việc tổ chức kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Toàn huyện không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Công tác chuẩn bị kỳ thi tại các điểm thi chặt chẽ, bài bản, khoa học. Huyện đã ban hành công văn về công tác tổ chức thi, thành lập các ban chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi, bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, dự phòng các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh. Về công tác chuẩn bị của đơn vị sở tại thì rất là chu đáo, từ cái khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng thi cũng như là các cái thiết bị cần thiết để phục vụ thi thì đơn vị sở tại chuẩn bị rất là chu đáo. Còn về thí sinh thì các em thấy là chuẩn bị cũng rất là chu đáo, các em làm bài rất là tốt và đúng quy chế. Còn đối với cán bộ coi thi thì điểm thi số 8, cán bộ coi thi cơ bản là cũng đã được quán triệt quy chế từ cơ sở cũng như là lên trên này. Thì buổi đầu tiên là cho quán triệt lại quy chế, rồi trước mỗi buổi thi thì điểm thi cũng nhắc nhở về quy chế coi thi, cho nên cán bộ coi thi coi rất là nghiêm túc và đúng quy chế. Đến thời điểm hiện tại, sau khi thi môn tổ hợp sáng nay, tức là môn thứ 3, thì điểm thi số 8 trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thì diễn ra rất là tốt đẹp, đúng quy chế và không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Điểm thi số 8 trung học phổ thông Trần Hưng Đạo đăng ký dự thi là 626 em, và 3 buổi thi vừa qua thì tất cả đều tham gia dự thi là đúng với số lượng, không vắng em nào. Theo tiến độ dự kiến, ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi và thí sinh có thể tra cứu điểm từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7, chậm nhất là vào ngày 20 tháng 7. Các cơ sở giáo dục và đào tạo xét chậm nhất vào ngày 20 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, thí sinh có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh có thể điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần.